chào các bạn. Rất vui hôm nay Hoàng Gia Trầm Hương Hokita chúng tôi có điều kiện quay trở lại triển lãm sinh vật cảnh, cây cảnh nghệ thuật ở Hải Dương. Thì tôi đang đứng trước một hàng ba cái tác phẩm xanh hoàn thiện của anh Tạ Huỳnh. Đây, cây thứ nhất này, cây thứ hai này, cây thứ ba này. Đó, vườn anh Tạ Huỳnh thì ở khu Tiến Xuân, ngay sát vườn của bác cùng họa sĩ. Đây, số của bác ở đây. Tên là cây này là cây xanh siêu. Số điện thoại của bác Tạ Huỳnh là 090 341 2059 ở Thạch Thất, Hà Nội. Đây, cây này là cây xanh siêu nha. Cây này của bác rất giả. Trời bắt đầu nắng lên rồi, ánh sáng bắt đầu là thay đổi, review nó có chỗ sáng quá, chỗ nó hơi tối, đâm ra nhiều lúc là nhìn hình ảnh nó không được ổn lắm, các bạn thông cảm. Bởi vì là vừa review vừa quay xong lại vừa nói trực tiếp ấy, thế nên là nhiều lúc không để ý được ánh sáng. Đây, cái mặt này là mặt sau của cây này các bạn. Cây cốt nạc giả nhìn phơi. Mà cái cây này là già tận răm luôn này. Đấy, các bạn nhìn này, nổ răm. Có nghĩa là cây này hoàn thiện lâu lắm rồi. Đó, tác phẩm thứ nhất này, xanh siêu. Tôi chuyển sang tác phẩm thứ hai. Mặt này mặt trước các bạn. Tên xanh cổ. Cây này của anh cũng rất già. Nào, chúng ta chuyển sang cây thứ ba nào. Đây, cây này. Mặt này là mặt trước các bạn nhé. Đây, tên cây này là mai bò. Mai bò là một thế cổ các bạn ạ. Tôi nhớ không nhầm là đây là một thế cổ. Thế mai bò. Tôi quay khá chi tiết cái tác phẩm này. Về thì tôi sẽ
sẽ ghép một cái ảnh của cây thế là mai bò để cho các bạn dễ hình dung. Thế còn ở đây là có cái tư liệu thì tôi quay xong về ghép để cho các bạn hình dung ra thế mai bò là thế như nào. Bởi vì là tôi đang tính là muốn quay các clip về các cái thế cổ ấy, thế cái cổ, thế cái bài của các cụ ngày xưa, của cái ngành nghệ thuật ấy, để cho các bạn tham khảo. Bởi vì lý do này này là qua 6-7 năm chém, anh em thi nhau chém cây cổ, cây hoàn thiện rồi thành phôi chọc, phôi cụt để làm cây lưu lực bonsai theo hướng quốc tế, nhưng mà là vẫn bám theo cây cảnh nghệ thuật, có nghĩa là muốn một cái làm một cái trà lưu cây, đây là cây cảnh nghệ thuật theo trường phái bonsai quốc tế, có nghĩa là kết hợp giữa cây cảnh nghệ thuật và bonsai. Thế nhưng mà sau, tôi nhớ là cái giai đoạn đến bắt đầu là tầm khoảng 2016 là đã bắt đầu manh nha và kéo dài mấy năm. Cái số lượng cây cổ mà bị cắt trụi thành phôi chọc với lại phôi dở là rất nhiều. Và mục tiêu thì là muốn làm cây côn rụt lùn lực dạng bonsai kết hợp cây cảnh nghệ thuật. Thế nhưng mà đến bây giờ thì cái số lượng cây hoàn thiện đến bây giờ, tức là tháng 12 năm 2023, tức là sau 6 năm 7 năm, thì cái số lượng mà cây hoàn thiện được quá ít. Thì tôi muốn làm một cái series mà giới thiệu về các cái dáng thế cây cổ của cái cảnh nghệ thuật để các bạn có cái tư liệu để có thể các bạn bám vào đấy để các bạn làm. Bởi vì là nếu mà làm bonsai không á, bonsai quốc tế không á, thì cái niêm luật của cây nó không chặt chẽ và nó không có tính nhân văn. Thế nhưng mà cây cảnh nghệ thuật ấy thì lại có tính nhân văn. Thì đâm ra là kết hợp cây cảnh nghệ thuật vào bonsai để ra được một cái cây hoàn thiện thì rất khó làm. Bởi vì là khi cái đường thân cốt thật nó lộ ra côn rụt thì các phần mà triển khai tay cảnh theo ấy lại phải yêu cầu rất chuẩn chỉ. Có nghĩa là các bạn phải hiểu rất rõ về cái dáng thế, cũng như là các cái điểm đóng tay cảnh, cũng như là cái ý nghĩa của từng dáng thế thì các bạn mới làm chuẩn được. Đó. Thế thì là mai bò thì cũng là một cái dáng cổ. À quên, một cái thế cổ. Thế cái cổ của cái cảnh nghệ thuật. Thì tôi hy vọng là cái series về các cái clip mà quay về dáng thế cổ của cây cảnh nghệ thuật được các bạn đón nhận. Nếu các bạn quan tâm tới tác phẩm này thì hãy liên hệ với anh Tạ Huỳnh để bác chụp cây. Nếu các bạn quan tâm tới các cái kiến trúc nổi tiếng nghệ thuật của Việt Nam thì mời các bạn sang subscribe kênh review và follow một cái kênh mà chuyên review về kiến trúc của chúng tôi, đó là kênh Nhà Việt TV. Cái link của kênh thì tôi để ở phần mô tả và chú thích đấy. Hy vọng là được giao lưu với các bạn trên kênh. Xin chào.
và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Xin chào.